Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với các buổi giới thiệu các thiết bị đo lường và giải pháp đo lường đến từ Nhật Bản của công ty thiết bị đo Semiki. Hôm nay Semiki sẽ giới thiệu đến mọi người một dòng tua vít lực điện tử đến từ hãng Hios, có xuất xứ là Nhật Bản. Thì ở trên thị trường có rất là nhiều dòng tua vít xích lực dạng điện DC. Thì nhà sản xuất Hios là một nhà sản xuất đến từ Nhật Bản và thiết bị được sản xuất tại Nhật. Thì chúng ta sẽ kiểm tra xem cái độ hoàn thiện cũng như là chất lượng của dòng sản phẩm tua vít điện tử này như thế nào ha. Thì hôm nay Semiki muốn giới thiệu đến mọi người một cái dòng series là BLG. Dòng BLG là những cái những cái tua vít điện tử xích lực nhỏ, điện lực nhỏ. Tiếp theo Semiki sẽ giới thiệu chi tiết dòng sản phẩm này đến với mọi người. Ok, như thường lệ chúng ta sẽ mở hộp dòng sản phẩm tua vít điện tử gọi là Electric Screwdriver ha. Hãng đóng gói sản phẩm ở trong một cái hộp carton giấy tái chế ha, rất là thân thiện với môi trường. Tiếp theo phía bên trong chúng ta sẽ có những cái bộ chứng từ như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có bộ chứng từ, đây là hướng dẫn sử dụng nhanh cái thiết bị. Cái thứ hai đó là giấy bảo hành của hãng ha, ứng với lại cái số series chính hãng. Thì dòng Hios tua vít điện tử ở trên thị trường có rất là nhiều dòng sản phẩm đang làm hàng giả, hàng nhái. Do vậy mọi người sẽ quan sát xem khi đang giới thiệu dòng sản phẩm chính hãng sẽ gồm những cái giấy tờ cũng như là cái thiết bị như thế nào ha. Thì phía bên trong chúng ta sẽ có thêm một cái cable. Cái cable này để chúng ta có thể nối cái electric screwdriver này với lại là bộ nguồn. Và đây là dòng BLG, là dòng xích nhỏ, thì hãng sẽ kèm theo chúng ta hai cái đầu bit nhỏ. Thiết bị này dùng để xích lực và trong cái dây chuyền sản xuất đồ gia dụng nhỏ ha. Chúng ta sẽ có một cái lò xo để thay thế sau này bắt cấp. Và đây là thân máy chính của chúng ta. Thì Semiki sẽ nói chi tiết hơn về cái dòng sản phẩm tua vít điện tử, tua vít điện của hãng Hios ha. Hios là một nhà sản xuất đến từ Nhật Bản và chuyên môn của họ chuyên sản xuất các thiết bị tua vít điện lực và những cái thiết bị đo về lực trong các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ứng dụng. Thì đây là dòng PLG của hãng ha. Đây là dòng chính hãng, mọi người có thể quan sát các độ hoàn thiện khá là cao cấp. Thì ở đây ứng với lại là cái số series thì chúng ta sẽ có một cái giấy bảo hành chính hãng sẽ kết nối trùng với lại là số series ha. Đây là dòng DC, tức là chúng ta phải cấp một nguồn DC cho máy hoạt động. Thì nguyên lý hoạt động cũng giống như những cái dòng tua vít điện tử khác, thì chúng ta sẽ có thể là nhấn để chúng ta có thể siết hoặc chúng ta có thể mở, ứng với lại cái nút đẩy ở phía bên này là nút đóng hoặc mở. Thì dòng BLG của chúng ta là hôm nay Semiki giới thiệu sẽ tương ứng với những cái lực siết rất là nhỏ, chạy từ BLG 5000 thì nó sẽ có thể chạy được là từ 3 đến 10 kg f.cm, tức là khoảng cỡ 1 newton/m ha, và kéo lớn nhất là 5000. Ứng với khoảng cỡ 2 newton/m thì hãng sẽ kèm cho chúng ta cái socket là 1/4 Hz. Thì đây là dòng DC. Dòng DC thì chúng ta sẽ cắm cáp và phải cấp nguồn DC. Thì ứng với lại những cái tua vít điện cấp nguồn DC thì chúng ta sẽ tùy chọn thêm cái phụ kiện, đó là bộ nguồn DC. Ứng với việc chúng ta khi cấp nguồn AC 100 đến 240V thì chúng ta sẽ biến đổi qua DC. Thì đây cũng là một cái bộ nguồn DC chính hãng của hãng Hios, có model là T70BL. Thì cái dòng nguồn DC này cũng khá là quan trọng, bởi vì cái sự ổn định nguồn thì nó sẽ cho được cái công suất
chính xác khi chúng ta set. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nguồn DC của hãng HiOS sản xuất tại Nhật Bản luôn ha. Thì Semiki vừa trình bày sơ bộ một cái dòng tua vít điện của hãng HiOS, đó với lực nhỏ là dòng BLG series ha. Đây là một cái dòng mới của hãng với cái độ chắc chắn và độ hoàn thiện rất là cao. Do vậy, khi chúng ta sử dụng trên những cái dây chuyền lắp ráp thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là siết được những cái lực chính xác và độ ổn định cao. Mọi người có thể liên hệ kỹ thuật của Semiki qua website là semiki.com. Kỹ thuật sẽ tư vấn những cái dòng giải pháp siết lực những cái bo mạch điện tử trên dây chuyền. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.